Chào mừng các bạn đến với chương trình BG buổi sáng cùng DCI, một cách thông minh để bắt đầu ngày mới. Hy vọng các bạn thưởng thức. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với cà phê BG. Chúng tôi rất vui khi gặp lại các bạn trong phần tiếp theo, bất kỳ ở đâu mà các bạn đang xem từ khắp nơi trên toàn thế giới. Chào mừng các bạn đến với chương trình buổi sáng của chúng tôi cùng với thầy Geshi Michael, Roach, Koseji, Takahashi và tôi Núa. Chúng tôi rất vui được ở bên các bạn và tiếp tục trả lời các câu hỏi hàng ngày. Tuyệt. Và chúng tôi đang uống cà phê buổi sáng. Tôi pha một loại cà phê Ả Rập và tôi cũng pha một tách cà phê cho thầy Geshi Michael uống nữa. Lần tới tôi sẽ uống gấp đôi khi gặp các bạn đấy. Vâng, chúng tôi dùng Zoom lần nữa và chúng tôi muốn chia sẻ câu hỏi hôm nay. Chúng tôi có một câu hỏi rất quan trọng từ Marilina từ Dallas. Chúng ta cùng nhau xem nhé. Ok, được rồi, chúng ta hãy xem. Tôi muốn hỏi thầy Geshi Michael, thông điệp này tôi nghĩ bị vây quanh bởi rất nhiều điều tiêu cực. Thẻ tín dụng của tôi đã bị xâm nhập 2 lần trong vòng 1 tháng. Ngăn lưu trữ của tôi cũng bị phá. Ai đó muốn làm cho tôi cảm thấy bị tổn thương, hoặc nhất đó là cách mà tôi nhận thấy được. Và tôi thực sự không biết phải làm gì, và hạt giống là gì, và nó có thể ảnh hưởng đến gia đình tôi như thế nào. Tôi có thể làm gì để bảo vệ họ và bản thân tôi? Wow, điều đấy rất, đối với tôi thấy nó rất quan trọng và giúp đỡ rất nhiều người bởi vì nó thật là đáng sợ. Nếu bạn có những điều này trong cuộc sống, các bạn nghĩ sao? Tôi nghĩ chúng ta có thể chia nhỏ nó ra. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã đề cập đến nhiều điều. Theo cách tôi nhìn nhận thì cô ấy chia nhỏ nó thành 2 điều. Cô ấy có một dạng nỗi sợ đối với những việc của cô ấy và chính với cô ấy, như cả cuộc sống của cô ấy và những người thân yêu của cô ấy. Vì vậy, điều này làm tôi nhớ đến công cụ cuộc sống của chúng ta mà chúng ta thực hiện trong DCI, được gọi là 10 hạt giống thiện nghiệp mà bạn có thể làm. Và thực sự, 2 điều đầu tiên nói về điều đó, đó là những gì tôi nghĩ về cô ấy đang có. Vâng, cả 2 điều, những điều cần làm với cô ấy và những người thân yêu của cô ấy và cuộc sống, tài sản của cô ấy, phải không? Vâng. Vì vậy, tôi đang nghĩ đây là một điều cổ điển, phải không? Vì vậy, theo quan điểm về hạt giống để gieo trồng, để ngăn chặn không xảy ra điều đó là cố gắng bắt đầu bằng cách bảo vệ sự sống theo nhiều cách khác nhau. Như chúng ta đã nói, mỗi hạt giống đều phát triển theo cấp số nhân. Vì vậy, nó có thể là một điều gì đó rất đơn giản như, tôi không biết, không nhắn tin khi lái xe, như chúng ta nói về điều đó trong video trước. Hoặc ví dụ, nếu bạn quyết định ngừng ăn thịt động vật, đó là cách tuyệt vời để bảo vệ sự sống, bởi vì không chỉ bạn dừng lại việc cung cấp thịt, mà còn tất cả các tài nguyên đó mà chúng ta sẽ sử dụng cho điều đó có thể được sử dụng cho một việc gì đó khác nữa. Vì vậy, đó là một việc điển hình để bảo vệ sự sống. Vậy cách nào để bảo vệ tài sản? Thầy Geshi Michael Roach nghĩ cách gì mà chúng ta có thể bảo vệ tài sản không? Vậy chúng ta có thể làm gì? Chà, tôi có một gợi ý lạ lùng mà nó bình thường đối với tôi. À, và nó không chính xác là về tài sản, nhưng nó xuất hiện mạnh trong tâm trí tôi vừa tức thì. Vì vậy, bạn biết đấy, tôi đã sống 30 năm với thầy tôi, và ngài là một vị lạt ma cứng rắn nhất, rất cứng rắn. Và rồi, một ngày nọ, ngài ấy mở cánh cửa phòng ngủ của ngài và lấy ra một đĩa bánh ngọt tuyệt đẹp đặt ngoài cửa. Bạn biết đấy. Và tôi nói, bạn biết đấy, dường như tôi làm tất cả mọi việc cho ngài ấy. Vì vậy tôi nói, đây là cái gì vậy thầy? Tại sao thầy lại đặt những cái bánh ngọt này bên ngoài cửa? Thầy có muốn con dọn dẹp nó hay không? Hay là con cứ để nó ở đấy? Và thầy nói, không, cứ để yên đó. Và rồi tôi nói, đó là gì vậy thầy? Và thầy nói rằng,
một số linh hồn đang làm phiền tôi. Con biết đấy, họ đang cố làm gián đoạn. Ngài ấy đang thực hiện một sự ẩn tu, giống như một ngày vòng tròn trong phòng của Ngài ấy. Và Ngài ấy nói, một số linh hồn ở nơi này đang làm phiền tôi. Họ được gọi là Somtech. Điều đó có nghĩa là những linh hồn sống trong khu vực đó, có thể họ sống trên cây cối hoặc đại loại như thế. Và Ngài nói, cô Somtech, họ đang làm phiền tôi. Vì vậy tôi nói, tại sao Thầy không làm dữ với họ? Giống như, bạn biết đó, làm gì để ngăn họ lại? Bạn biết đấy. Và Ngài nói, không không, đó là Somtech. Con không thể làm điều đó. Con phải đối xử tốt với họ. Con phải làm cho họ một đĩa bánh thật ngon và mời họ. Rồi con phải nói chuyện với họ và kết bạn với họ. Nó không hiệu quả khi cố ngăn cản họ đâu. Vì thế, tôi nghĩ rằng Ngài ấy luôn cho tôi thông điệp bởi vì Ngài ấy là thầy của tôi. Điều xuất hiện trong tâm trí tôi là vấn đề này bắt đầu cảm thấy như một điều đang tối. Giống như một ai đó đang cố làm cô ấy hoảng sợ, hoặc là ai đó đang cố gắng làm tổn hại mọi thứ của cô ấy. Và dường như nó giống cảm giác đang tối. Nó giống như một bộ phim và một số vị thần đang theo dõi bạn. Vì vậy, có một kỹ thuật đặc biệt nơi mà bạn thực sự kết bạn với họ về mặt tinh thần. Không, bạn biết đấy, bạn không để lại lá thư trên ngăn lưu trữ của bạn cho họ. Nhưng về mặt tinh thần, bạn quên họ. Về mặt tinh thần, bạn làm giống như động lực đặc biệt rằng họ nên có một cuộc sống hạnh phúc. Họ nên là một người hạnh phúc. Người đang tối thì không hạnh phúc. Và vì vậy, nó là điều rất không bình thường trong suốt thời gian đang tối rằng bạn cầu nguyện cho người đó, hoặc bạn cố gắng giúp đỡ người đó. Giống như trong tình trạng dịch virus hiện giờ, mọi người đều sợ hãi. Và tất cả mọi người đang nắm giữ hai thứ, tiền và giấy vệ sinh của họ. Điều đó đúng. Tôi nghe nói ở Anh, họ ước tính 1.000 tỷ đô la thực phẩm thì có thể quay trở lại nhà người dân bởi vì họ sợ và họ dự trữ thực phẩm. Bạn biết đấy, tôi nghĩ bầu không khí này giống như của bầu không khí đang tối. Chúng ta phải phá vỡ nó và chúng ta phải làm một điều gì đó hào phóng, hoặc là bạn phải chúc những điều ước tốt đẹp cho những người này. Đó là ý kiến của tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta phải quay trở lại tài sản. Thực sự, nó nghe có vẻ tuyệt vời bởi vì nó là ý tưởng mới và chúng tôi luôn luôn được truyền động lực để thử ý tưởng mới. Vì vậy, cá nhân tôi, chúng tôi đón nhận nó và cố gắng kết bạn với nỗi sợ hãi bởi vì tất cả chúng ta đều có chúng, đặc biệt hiện giờ, và nó thì rất là khả thi cho hành động. Nó thậm chí hiệu quả với mọi người. Tôi đón thế. Chúng ta có thể nắm bắt nó và thiền định về nó. Vì vậy, cảm ơn Thầy Geshe Michael về hạt giống. Chúng ta quay lại về việc bảo vệ tài sản. Tôi đoán, ví dụ là cô ấy có thể thiền cà phê mọi lúc. Ví dụ nếu cô ấy đang làm việc tại văn phòng và cô ấy đang tiết kiệm, ví dụ như nguồn lực trong văn phòng, thỉnh thoảng tôi thừa nhận chính bản thân tôi rằng tôi đang làm việc tại văn phòng. Tôi đã đọc sách, sử dụng máy in như thể nó ổn thôi. Giống như máy in văn phòng, tôi có thể in một cuốn sách nhỏ, nó chỉ 30 trang giấy thôi. Vì vậy, nó không phải là tiết kiệm. Nó là hạt giống đôi khi chúng ta có thể đã gieo trồng. Nói như thế nào nhỉ? Sử dụng sai nguồn lực hoặc tài sản người khác. Vì vậy, chúng ta có thể quan sát hạt giống nhỏ này, bắt đầu từ việc quan sát làm điều này hoặc thiền cà phê mỗi khi chúng ta bảo vệ tài sản của người khác. Lau dọn nhà của ai đó, hoặc bảo vệ máy laptop hoặc điện thoại tránh khỏi việc rơi xuống đất. Những việc nhỏ như thế này, bởi vì chúng ta đã đề cập trong phần episode trước, chúng ta đã có. Trước đó, Thầy Geshe Michael đã nhấn mạnh những hạt giống nhỏ chúng ta đang gieo trồng. Nó thật sự là những gì đang diễn ra bây giờ. Vì vậy, đó là những gì xuất hiện trong tâm trí tôi đối với tài sản. Bạn nghĩ sao? Tôi đã suy nghĩ. Ví dụ ngôi nhà hiện tại tôi đang sống, tôi thuê nó.
và có những việc mà ví dụ chủ nhà đáng lẽ phải làm. Nhưng có những việc tôi có thể. Ví dụ như một ngày kia bồng rửa chén bị ngạt, bạn biết gì không? Thay vì gọi họ, tôi biết tôi có thể làm nó thông. Máy xử lý thức ăn không hoạt động. Vì vậy, tôi cố gắng tự mình làm. Chỉ mất 5 phút. Thành thật mà nói, nó thậm chí dễ dàng hơn gọi người quản lý tài sản đến. Bạn biết gì không? Tôi có đầu thông, tôi chỉ sử dụng nó và nó hiệu quả. Vì vậy, hãy nghĩ giống như những điều nhỏ nhặt. Căn nhà này không phải của tôi. Tôi đang cố gắng làm tốt nhất có thể để trả lại ít nhất là cùng chất lượng hoặc tốt hơn. Và tôi nghĩ điều đó thích hợp với bất cứ điều gì. Bạn biết đấy, chúng ta luôn luôn cho mượn đồ lẫn nhau như những người bạn. Tôi không biết nữa, ai đó nấu bữa ăn cho bạn và đưa bạn đồ của họ để rửa. Vì vậy, bạn lau chùi nó và trả lại họ. Tôi không biết nữa, những thứ nhỏ nhặt. Tôi cũng đang suy nghĩ về điều đó. Tôi vẫn có cái nồi của John Brady trong nhà tôi. Đúng vậy. Hoặc là thật sự giống như ai đó chia sẻ một điều tử tế với ai đó, như những thứ nhỏ nhặt. Bất kỳ khi nào bạn tiếp xúc với những thứ của ai đó, cố gắng làm chúng tốt hơn. Bạn biết đấy. Và điều xuất hiện trong tâm trí tôi nghĩ một ý tưởng rất quan trọng để đề cập cho Marilina, bởi vì cô ấy có vẻ hoảng sợ. Mặc dù nếu chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống những điều bi thảm hoặc những thảm họa lớn, phải không ạ? À? Không có nghĩa là chúng ta đã làm những điều kinh khủng trong quá khứ và là những người xấu. Bạn biết đấy. Đừng hoảng sợ. Điều này là nhỏ. Có thể thật sự nhỏ. Giống như tìm kiếm những hành động nhỏ và sửa chữa từ quan điểm đó. Bởi vì chính bản thân tôi cũng cảm thấy bị hoảng sợ khi tôi nghĩ. Tôi có trải nghiệm cá nhân này bởi vì tôi đã sống ở đất nước mà đang trong chiến tranh và vẫn còn. Vậy đó. Và bạn đã hỏi chính bạn. Trời đất ơi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ tôi không thức dậy vào ngày hôm sau. Theo tự nhiên thật đấy. Và chúng ta cần nghĩ những việc lớn gì chúng ta sẽ làm để ngăn chặn điều này. Trên thực tế, chúng ta đừng để sự hoảng hốt kiểm soát các bạn. Hãy bắt đầu với những việc nhỏ, cứu giúp hoặc bảo vệ bằng những cách nhỏ, sự sống hoặc tài sản. Và khoảnh khắc hạt giống này phát triển, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. Vì thế, việc có những trải nghiệm xấu khủng khiếp. Tôi thừa nhận bạn đã có những trải nghiệm khủng khiếp, Marilina. Nhưng niềm hy vọng là bởi vì mọi thứ đến từ hạt giống của chúng ta. Những hạt giống nhỏ có thể tạo ra sự thay đổi. Và tôi chắc chắn rằng nếu bạn nhìn vào cuộc sống của bạn, bạn sẽ thấy rất nhiều điều tốt để gieo trồng và rất nhiều điều tốt bạn có thể gieo trồng bây giờ để vượt qua những mặt tối này. Chúng tôi rất xin lỗi vì bạn phải trải qua điều này. Bạn biết đấy, bây giờ tôi đang nghĩ khi bạn đề cập có hạt giống thứ ba mà chúng ta đã quên mất, bạn đã đề cập nó là hạt giống của sự sợ hãi. Vì vậy, đó có thể là một cách khác để tiếp cận điều này. Ý tôi là vâng, những tài sản và mạng sống của con người cũng như sự an toàn. Vâng, mang lại sự an toàn cho người khác. Vâng, nó rất đơn giản. Ngay bây giờ, chia sẻ những thông tin tốt. Đúng vậy, chia sẻ những thông tin tốt. Tôi kể bạn nghe từ ví dụ tôi, điều tôi từng làm. Thỉnh thoảng chúng ta cho đi sự an toàn bằng việc chia sẻ những lời nói tử tế. Không cần thiết làm giả những tin tích cực. Nhưng bởi vì chúng ta biết cây bút như là mọi thứ đến từ hạt giống của chính chúng ta. Nếu chúng ta nói tích cực về điều này, nếu chúng ta kể với mọi người cách nào chúng ta có thể vượt qua điều này, thay vì chia sẻ bao nhiêu người đã chết hoặc là bất cứ điều gì, bạn có thể chia sẻ câu chuyện hai người chồng. Vì vậy, điều đó tạo ra sự an toàn. Ví dụ, nếu chúng ta mua thức ăn, đừng mua tất cả mọi thứ, hãy để lại thứ gì đó trên kệ. Vì vậy, có thể ai đó sẽ đến và lấy nó. Đôi khi chúng ta cứu mạng sống những động vật như việc, tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người trong chúng ta sẽ cho thức ăn cho mèo trên đường phố hoặc cứu sống động vật. Vì vậy, những điều này tạo ra những kết quả tốt cho sự an toàn khôn ngoan. Và đây là một lần nữa tôi đang nói về mọi thứ về virus corona. Ý tôi là lần này là một cơ hội tuyệt vời để gieo những hạt giống. Vâng, thầy Casey Michael. Tôi có thêm một ý tưởng. Và đây là một điều rất thú vị mà thầy của tôi đã dạy tôi. Ông ấy sẽ... Khi ông ấy đi vào một căn phòng hoặc ông ấy đi vào nhà bếp, ông ấy sẽ rất cẩn thận để quan sát tình huống nào có thể làm tổn thương ai đó. Vì vậy, nếu chiếc ghế nằm trên lối đi, ông ấy sẽ di chuyển chiếc ghế cho tôi, bởi vì tôi có thể đến đó trong nửa tiếng nữa. Vâng. Khi ông ấy rửa chén và đặt những cái nĩa, ông luôn đặt cái nĩa xuống hoặc dao
Ông ấy sẽ không bao giờ để dao vào nơi rửa chén. Ông ta sẽ làm sạch nó và ông ấy sẽ cất nó đi. Ông ấy sẽ tự làm khô nó để mà nó không có cơ hội làm tôi bị thương. Nếu tôi có một cốc nước, ông ấy sẽ, nếu tôi có như thế này, ông ấy đi bộ đến, ông ấy sẽ di chuyển nó đến giữa cái bàn để tôi không làm đổ nó vào chính mình. Mày biết đấy. Và nó thì rất là, tôi nghĩ đó là phương pháp thú vị khi đi kiểm tra căn phòng và xem bất cứ cái gì mà có thể nguy hiểm cho cộng sự của bạn hoặc đại loại thế. Và bạn không cần phải nói cho họ biết. Bạn chỉ dịch chuyển cái gì đó trên sàn làm họ có thể bị ngã. Tôi nghe có một người phụ nữ ngày hôm qua đã ngã vào mấy đứa chén lúc nó còn mở và bà ấy đã chết. Và bạn có thể đi xung quanh nhà, bạn có thể thay đổi cái gì đó có thể làm tổn thương người khác. Vâng, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Đã đến lúc kết luận để đưa cho cô ấy những hạt giống cụ thể để gieo trồng và những hành động cụ thể để thực hiện, để gieo trồng sự an toàn, sự bảo vệ và sự bình yên của tâm trí, bởi vì nỗi sợ đang ảnh hưởng đến sự bình an trong tâm trí. Vì vậy, điều bạn khuyên là gì? Vậy, chúng ta đã nói rằng việc bảo vệ sự sống ở bất cứ cách nào bạn có thể làm, giống như chúng ta nói việc nấu một bữa ăn lành mạnh cho ai đó và giúp đỡ ai đó trông chừng những việc nhỏ trong nhà, bảo vệ tài sản, điều mà bất cứ khi nào bạn chạm vào những đồ vật của người khác, hãy đảm bảo rằng chúng ta trả lại chúng như công dụng giống ban đầu, tốt hơn tình trạng tối thiểu của chúng. Và điều thứ ba là, tôi thích ý tưởng mà Gishi Michael đã đề cập là hãy làm bạn với những nỗi sợ, giống như với những khía cạnh đang tối. Đừng là tất cả những người này. Nếu bạn cảm thấy Marilina giống như ai đó đang cố gắng làm tổn thương bạn, hãy chỉ cố gắng đừng cho điều đó thêm sức mạnh và chỉ để chúng biến mất. Ý tôi là trong lúc đó làm những việc mà chúng tôi đang nói. Gishi Michael, thầy có muốn nói gì với chúng tôi không? À, tôi muốn nói hai điều. Hãy cầu chúc cho sự thành công và hạnh phúc của những người mà làm tổn thương bạn. Bởi vì khi người khác tổn thương bạn, điều đó có nghĩa là họ tự động là những người không hạnh phúc. Không ai muốn bất hạnh cả. Không một ai thích bị bất hạnh. Vì vậy, thay vì tìm cách đánh trả họ, hãy đơn giản cầu chúc cho hạnh phúc của họ, cầu chúc cho sự khỏe mạnh của họ, cầu chúc cho sự thành công của họ, cầu mong rằng họ không nghĩ đến việc làm tổn thương mọi người. Điều đó, tôi nghĩ điều đó là một điều ngọt ngào mà bạn có thể làm. Và một điều khác là, tôi thật sự nghĩ đó là sự thực hành tử tế khi tìm kiếm những vật nhỏ trong nhà mà một ai đó có thể vấp phải nó, hoặc là ai đó có thể bị trượt trên nó, thậm chí là cách mà bạn rửa những ly thủy tinh, giữ chúng tránh khỏi cạnh bàn, kiểm tra mọi người trong nhà bạn. Bạn không cần phải nói cho họ biết, bằng cách nào đó sự giúp đỡ ẩn danh với người khác thì ngọt ngào hơn. Đúng vậy, cầu chúc cho bạn điều đó tốt cho chúng ta, điều đó tốt. Vì vậy, có thể là họ sẽ không bao giờ biết là bạn di chuyển cái ly, họ sẽ không bao giờ biết là bạn đóng mấy đứa chén lại, nhưng điều đó thực sự bảo vệ họ. Thật ra, nó thì ngọt ngào hơn khi không ai biết cả, chỉ là làm điều đó cho bạn. Đúng vậy, điều đó rất tốt. Cảm ơn thầy Gishi Michael. Và bây giờ chúng ta sẵn sàng cho câu hỏi tiếp theo, câu hỏi dành cho ngày mai thứ năm ngày 9 tháng 4, và trở lại với Victoria và Vitaly. Và họ đã có một câu hỏi rất ngọt ngào từ Marina từ nước Đức. Chúng ta bắt đầu và cùng nhau xem nào. Xin chào, tên tôi là Marina đến từ nước Đức. Và câu hỏi của tôi là, làm cách nào tôi để người khác đi trong khi tôi vẫn còn những cảm xúc dành cho họ? Và chúng tôi có một đứa con trong cuộc hôn nhân. Nhưng người này đã có một mối quan hệ mới và anh ấy hạnh phúc. Và ưu tiên của anh ấy là người phụ nữ mới của anh ấy, gia đình mới của anh ấy. Vâng, để biết được câu trả lời, hãy tham gia cùng chúng tôi vào ngày mai. Chúng ta sẽ lại cùng nhau và trong lúc ấy, nếu bạn có câu hỏi, vâng, Gishi Michael. Hãy hoàn thành câu hỏi của bạn trước. Vâng, chúng tôi đã sẵn sàng cho câu hỏi của các bạn tại cheesequestions@diamondcusterinstitute.com. Vui lòng gửi cho chúng tôi video kiểu tự quay trong 30 giây và chúng tôi cực kỳ hạnh phúc khi nhận chúng và trả lời chúng trong cả tuần. Và sau đây, mời thầy Gishi Michael. À, tôi chỉ muốn cho các bạn xem áo thun của tôi. Wow, rất đẹp. Wow, rất là đẹp. Quá đẹp. Nó nói là cái ôm của đội nhóm.
những công vật truyền thống của Mexico, tôi nghĩ vậy. Và những điều này đến từ những người bạn của tôi ở Guadalajara, Anthony và Aisha, và là nhóm của họ. Chúng được gọi là cây bút xanh kéo giãn, bởi vì họ đang dạy cho những đứa trẻ cách nào ăn đúng hơn, xanh hơn, làm cách nào kéo giãn và tập thể dục nhiều hơn, và làm cách nào để hiểu câu chuyện cây bút và đối xử tốt với nhau. Và họ vừa có buổi huấn luyện tại Mexico, và tôi nghĩ có 140 giáo viên Mexico đã đến. Họ dạy các bé miễn phí. Họ đang giúp đỡ cho 3.000 đứa trẻ ăn thức ăn lành mạnh. Vì vậy, tôi nghĩ ai đó đang nghe và thích điều này. Và thật ra chính phủ Mexico đã thông qua luật rằng họ sẽ giúp đỡ khoảng 15 triệu trẻ em. Wow, tuyệt vời! Tôi chỉ muốn chúc mừng họ. Và nếu bạn có, bạn biết đấy, tại đất nước của bạn, những đứa trẻ đang trở nên thừa cân, hoặc là những đứa trẻ đang đánh nhau rất nhiều, hoặc là bạn biết đấy, những đứa trẻ không tập thể dục. Bạn có thể viết thư cho tôi tại geshimichael@gmail.com và tôi có thể kết nối với những người này. Họ có một chương trình tuyệt vời và nó rất hữu ích cho trẻ em. Điều đó rất tuyệt. Một đối tác nghiệp tuyệt vời khác, bởi vì tôi đến từ Mexico và đây là một chương trình rất khó khăn mà chúng tôi có, mà nó là béo phì thời Tây Ấu. Số 1 trên thế giới, Mexico. Thật khủng khiếp. Vì vậy, đây là một đối tác nghiệp rất hoàn hảo. Vâng, đó là một cơ hội hoàn hảo để thiền cà phê với Geshe Michael. Vì dự án lớn này, nên chúng ta ghi nhớ những điều tốt đang diễn ra xung quanh chúng ta. Và đó chính xác là những gì chúng tôi muốn nói bằng việc chia sẻ tin tức tốt. Cảm ơn thầy Geshe rất nhiều vì sự chia sẻ những thông tin tốt này với chúng tôi. Cảm ơn Bitri Cà Phê và vì mời chúng tôi. Và cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Ý tôi là tuần sau. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình Bitri buổi sáng. Hẹn gặp lại các bạn.